À, với một bài đăng tuyển dụng mà thấy người ta like thôi Chưa cần ta xin việc chỉ like bài thôi Thì mình sẽ vào tin nhắn mình nói là Hai chị, tại mình phải kiểm tra trang cá nhân người ta trước nha Thấy người ta lớn tuổi hơn mình là phải kêu người ta bằng chị với mấy bạn được nha Chúng ta phải có cái bước kiểm tra trang cá nhân của người đó Xem thông tin của người ta là người ta sinh năm bao nhiêu Nó ở trong phần thông tin cá nhân đó, nó hiện ra hết là năm sinh bao nhiêu hà Thì chúng ta vào đó chúng ta biết người đó lớn tuổi hơn mình thì mình chào chị Người đó nhỏ tuổi hơn mình mình chào em Chúng ta đừng có gọi người ta là bạn bạn gì trơn đó, chúng ta phải biết là người ta tuổi gì nhiều lớn tuổi nhỏ nhà tuổi của mình là được rồi ha thì lan nói là hai chị em thấy chị like bài đăng tuyển dụng của em chị muốn làm thêm cho, à, với em cho vui hay là tương tác bài giúp em tại vì lan biết chị này là chị giàu lắm rồi <laughs> cho thấy chị tương tác Lan cứ hỏi Đó, xong chị vẫn like like xong cái lan gửi uh, cái mô tả công việc qua nó có cả nguyên cái youtube dài với đoạn ngắn này Đó, em gửi chị quyền lợi công việc nha tới là tức là chỉ còn ngại á thì chị với cái chị này chỉ còn ngại á thì Lan cũng không có tư vấn gì trơn gửi qua cho cái coi từ từ chị vẫn like like xong cái Lan hỏi chị xem quyền lợi công việc chưa ạ à? tức là mấy tiếng sau hỏi lại cái mình đó chào em xem rồi em ạ à. đó không nó nói nói dạ chị thấy thích quyền lợi nào quyền lợi công việc vậy không em thì mê lắm luôn thì chị ok <laughs> Lan chưa trả lời tiếp tại hôm nay lăn bận đó cứ từ từ vậy thôi cái mình đừng có đuổi người ta đừng có giết người ta có gì đâu nha tại người này lớn tuổi nên họ sẽ Hơi e dèn chút ấy nha mình nên từ từ vừa người trẻ thì cần nhanh gọn lẹ hơn chút còn người lớn thì mình sẽ từ từ nó gì vội vã hết rồi đó tức là mình sẽ nuôi dưỡng mối quan hệ từ từ đó nè Để Lan sẽ chia sẻ với nhà mình đó Lan cũng nói chung là đang có nhiều nè còn cách bán nè đấy nha cuối Lan là mấy bữa nay Lan bận nên chưa gửi nhiều đó đó Lan gửi qua Hà ơi tháng 6 sale nước hoa nhiều lắm tại vì Lan thích cái bạn này thích nước hoa bạn này hồi xưa làm ori mà nghĩ rồi nhưng mà bạn rất thích nước hoa thì tháng 6 quá cho sale nước hoa luôn thì Lan gửi bạn tháng 6 sale nhiều, nhiều nước hoa lắm chị gửi nha đó rồi Lan kia có ai mua bán phụ chị nha Lan nhắn vậy đó à, Lan thế nào Lan cũng có đơn hà tại giờ chưa à, Lan thấy bạn đăng bán rồi đó Lan thấy bạn đăng đó đó xong rồi đây chị này nè Lan thấy chị đăng ở trên Facebook cái hình đẹp đẹp cái Lan khen Lan khen xong Lan vô tin nhắn Lan gửi Đó. à, Chị ơi Đầu tiên là Lan mời kem đánh răng Tại chị này hồi trước hay mua kem đánh răng Đó kem đánh răng à, Chị ơi em có kem đánh răng khuyến mãi Khi nào cần dùng bảo em ship nha Chị nói ok Cái Lan nói là dạ tiện thì à, Em gửi hàng khuyến mãi tháng 6 nha Chị mua em hay chị Hiệp chị Trà đều được Tại vì cái chị này là quen chị Hiệp Quen chị Trà thì Lan mới nói là thôi Lan em tại vì nhiều khi mình chị Hà chị Chà chị Hiệp quên gửi hàng khuyến mãi cho chị á thì Lan gửi Lan gửi nói thì tiền em gửi chị mua em hay chị Chà chị Hiệp đều được đó mình cho khách mình thoải mái Lan cũng thoải mái rồi nhớ muốn mua ai mua đó phụ nữ mà đó tức là cái mà à, đi để mà 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 mà, mà bán hàng á Lan đầu tiên là Lan cứ gửi hàng khuyến mãi thôi Cái mình thấy không đó mấy bữa nay tức là Lan chưa tập trung bán đâu nhưng mà tiện tiện năm phút 3 phút 5 phút Lan cứ gửi thông tin hàng khuyến mãi cho họ thôi, họ cần gì họ mua. Đó thì cái bạn này cái cái, cái này là uh, khách này mua Thịt quen của Lan nè. Đó, mà hồi xưa tại vì là tư vấn viên cũ của Lan nghỉ lâu rồi. Đó, họ chưa dùng thôi, đó. Thì Lan gửi hàng khuyến mãi nè Ôi là xong mình đang nói với nè, tại vì lúc trước là Lan thấy kem răng sale rẻ nên Lan lấy dư. Đó, thì tiện thì tại vì bạn này cũng hay mua kem răng lắm. Thì Lan nói là kem răng chỉ còn giá khuyến mãi. Đó. Các bạn lấy ba tiếp nè. Khi nào có sáp thì khuyến mãi nhắn em. Đó. Thì cả nhà mình thấy không? Chỉ, chỉ cần chúng ta giới thiệu sản phẩm cho họ thôi thay vì nếu là không giới thiệu bạn đâu có mua kem răng đâu. Thì Lan giới thiệu sản phẩm mua kem răng đó. Cả nhà thấy không? Rồi đây là một cái đơn hàng của một bạn nếu Lan không giới thiệu bạn không có mua cái đơn mấy triệu bạc đâu. Đó. Đây, Lan gửi cơ hội cuối mua sản phẩm xịn với giá gốc này. Đó, bạn này lâu rồi mới đặt đơn bạn nghĩ bạn nghĩ ori đó cho mình đó thì um, lan nhắn tin lan giới thiệu nè lan giới thiệu sản phẩm khuyến mãi nè xong rồi lan chia sẻ với bạn đó bạn đặt luôn nè đặt giùm em xét sơ xét tạo nè cái lan kia nói bạn là có quên thời giảm giá cuối đó đó à, bạn đặt luôn nè muốn tạo ba sơ ba quên luôn đó đây nữa nè đó bạn này lan tuyển không có làm chưa làm lại đó, bạn này Lan tuyển hoài mà cứ trốn không à. Đây, mình cứ, cứ gửi, gửi, gửi quan tâm nè cả nhà mình. Đang vẫn quan tâm nè. Đó. Đó. này Lan cứ lâu lâu hỏi thăm mà suy nghĩ gì á, làm lại với chị cho vui, lâu lâu rủ chị đó cả nhà mình. Đó. Đang gửi vậy ha. À, là cũng đủ nè đầu tháng mới bắt đầu làm bị tức là từ hồi 3 tháng 5 nè Rủ Rủ hoài hà nhưng mà à, lâu lâu khoảng nửa tháng tháng rủ lại à, đầu tháng mới bắt đầu đi chị đi đó các bạn cũng làm thân không có ấy xong rồi mình cứ quan tâm mấy cái mẫu gieo hạt lan gửi đó đó dạo này công việc sao rồi đánh chưa làm bộ ri với chị đi đó các nhà mình thấy không người ta vẫn từ chối lan mà nhiều chị em mình đi tuyển thấy ta từ chối cái buồn trời đất ơi lan rủ truyền miên khối lửa luôn người ta từ chối lan truyền miên luôn có sao đâu đang ăn nhắn tiếp nè bữa thứ hai mới gửi bữa thứ hai nè làm lại với chị đi hoặc bán phụ chị nhé cái bạn này nói là dạ tạm thời em bán phụ chị đã nha đó. vậy thêm người bán phụ mình rồi được chưa cả nha đó đi bán vậy đó cái nhà mình ở đây là nhờ thêm đó. Mợ, mợ chồng ở bên mỹ <laughs> nhờ thêm luôn đó chia sẻ những cái cái cái, cái này để mở tin công việc rồi cái lan nói với mợ là biết ai mà mợ cũng có bà con việt nam biết ai cần việc giới thì giùm con đó cả nhà thấy không tức là cách bán ngay mình đây nhờ bán phụ chị gửi hàng khuyến mãi tháng 6 nha có rảnh bán phụ chị nha tức là những người mình tuyển họ không làm thì mình nhờ họ bán phụ nó dễ gì đó mình mà... đó đơn hàng đến thì nó sẽ đến lai rai lai rai những người bán phụ của mình á họ sẽ đến lai rai 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 và đây là cái đơn hàng mà hôm bữa Lan chia sẻ với các nhìn là chúng ta phải xuyên xuyên quay video về sản phẩm mà chúng ta đang dùng. Thì đây là một cái người gì bà con của Lan mà theo dõi Lan mấy năm trời luôn bây giờ mới mua. Cả nhà ha. Đây. Uhm. Đây, 26 tháng 4, thuốc omega 3 bao nhiêu một hũ vậy Lan? Cái Lan nói là giá bán 459 với mấy 3 tầng 1 không bớt gì 15% một bao nhiêu viên, đó đang tính tính đang gửi gửi gửi, xong rồi á, um, hỏi nhiêu viên, đang nói 60 viên, đó cái gì nói là cho gì một set nha, Gửi về đó, à, xin xin thoại, đó, à, đây nè, đâu rồi, đây nè, cả nhà biết không, gì uống cái hàng sách tay của nước nào không biết nữa, mấy năm trời rồi không có hết đó rồi á người ta uống cái hàng của mỹ á, nó rẻ tiền cái nhà mình đó nó rẻ tiền nên là ta cứ uống thôi uống mấy năm trời cái gì uống hoài không hết cuối cùng giờ chịu không nổi à, bắt đầu mới 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 mua hàng của lan nè đó rẻ lắm 700 trăm ngàn mà được 300 trăm viên luôn <laughs> mê rẻ mà uống không hiệu quả đó rồi xong rồi rồi lan chia sẻ gì mua thôi đó lúc trước gì uống cũng ổn mà bị rứt hàng một năm nay tự nhiên thấy bài đăng của con nên gì mới hỏi mua đó mà cũng ngán thiệt đó tức là thấy bài đăng lâu rồi bởi vì dì nói là thấy bài đăng lâu bài cái bài video về omega 3 của lan lâu rồi đó cái nhà mình đó đầu đầu mới quyết định mua đó nên là cả nhà mình biết bán hàng là vậy cái nhà mình đây đó cứ gửi cứ gửi đó gửi rất là nhiều luôn đây cũng một người bán phụ lan nè đó là lý do cái nhà mình có những người họ 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 không làm ori với mình nhưng mình nhờ họ bán phụ họ sẽ bán phụ Và có những người đó, họ là khách hàng mua hàng của mình đây là một người chủ spa chủ spa mà mỗi lần đi bán 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 cái tàn nhang nè đó thế là lan tặng cho họ kem đánh răng đó thì lan kêu là em xài thử kem đánh răng chưa mới xài thì thấy bình thường lắm xài tầm một tuần sẽ thấy răng cắn sạch hơn thông thường bây giờ chưa đang dùng thì xài ok tặng chị cái feedback nha cảm ơn em đó thì ta ok đó đó nha mình tức là mình 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 đôi khi mình đi gieo hạt vậy đó rồi đây cái nhà mình coi nè ta từ chối ăn nè ibu không đây đó nhiều lắm rồi thôi sơ sơ vậy đi ha cả nhà hiểu nha buôn bán nó làm gì đó cái nhà mình tưởng tưởng là mời ai cũng mua rồi, rồi tuyển ai cũng làm đâu nó có nó buôn bán nó làm gì đó nó dễ lắm cả nhà mình chỉ cần là chúng ta hiểu đúng hiểu đúng công việc của mình mình cứ chia sẻ giới thiệu thôi chứ nó không có gì khó khăn hết trơn á mỗi ngày phải chịu khó đi kết bạn thêm rồi bây giờ còn sớm nè cả nhà mình bây giờ chúng ta cùng nhau đi uh, thử đi để mình cùng nhau uh, gửi hình khuyến mãi cho khách hàng đi đó thì ví dụ á uh, hồi trước lan có một cái người khách như thế này khi mà họ mua hàng của mình anh này chị chỉ cho duyên là duyên ví dụ như là khách hàng mà mua cho mình cái đơn hàng đầu tiên á uh, họ mua cho hàng mình cái đơn hàng đó uh, mình nhớ mình phải khi mà um, mình phải cảm ơn họ ai mua hàng của mình là cảm ơn họ là um, chị ơi tháng rồi hoặc là tháng này gì đó hoặc là hôm bữa gì đó nói chung tùy, tùy cách nói của mình đó ví dụ mình mới mới mời người ta hôm bữa đầu tháng đầu đầu tháng năm bây giờ cuối tháng năm mình lại mời á thì mình nói là chị ơi hôm bữa nhờ chị mở hàng giúp em mà em bán đắt quá chừng luôn đó em cảm ơn chị nha cả nhà mình chỉ cần một lời khen như vậy thì cả nhà mình sẽ có đơn liên tục ha đây lan coi cho cả nhà mình coi nè mà khách này của lan hết tiền rồi dạo gần đây chưa mua nữa <laughs> lúc trước lan nói thật với cả nhà mình với lại vậy tại giờ lan cũng nhiều khách rồi nên lan không có nhờ nữa ha cả nhà chỉ cần người, mình một câu khen thôi một câu khen thôi thì người đó sẽ mua hàng của mình suốt đời nhớ ai mua hàng của mình thì sẽ nói một câu gì đó chị ơi bữa nhờ chị mở hàng giúp em Mà em bán đắt quá chừng mặc dù không cần biết là bán đắt hay không bán đắt tại vì có những người họ mở hàng cho mình á thì đúng là bán đắt thiệt họ mở hàng xong cái lát có người khác mua mà, mà mà có người mở hàng xong thì cũng bình thường nhưng mà mình cứ khen người ta đi đó thấy người ta nói ừ chị cũng hay ra chợ với nhiều người cũng hay mở hàng chị lắm dù vậy thì đảm bảo cái nhà mình luôn à, hoặc là tự ta tự đưa ra đề xuất luôn à, vậy thì khi nào cần mở hàng thì nhớ báo con báo em báo con nghe đó đây một cái người rất là nhỏ hơn là có mấy tuổi thôi nhưng mà dây dế thì kêu lan mà cũng không phải bà con ruột nữa kêu lan mình mợ đây để nhà mình xem ha cách lan bán à, tức là mình không có xảo gì người ta cả nhà biết không tại vì người ta họ không mua hàng xịn người ta đi mua hàng dởm tốn tiền mình quen biết mình biết hàng xịn giá rẻ đó, thì mình chia sẻ với người ta để cho người ta mua được hàng xịn chứ giờ người ta không mua của mình ta cũng đi mua của người khác à đây tháng nào không mở hàng rồi trước tháng đang không mở hàng hết á nhưng mà chúng ta phải nói gì chúng ta phải khen à, đây cách bán đây đang kiếm thôi thôi tôi tóm lại là kéo xa quá bây giờ sao ta đây à, đây 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 cái này có rồi nè cả nhà mình đó khi mà người ta mua hàng nè người ta mua hàng rồi nè mình sẽ nói là cảm ơn con mở hàng sáng sớm cho mọi nha nay mà mở bán được rần rần là nhờ con à cái này là lời khen thôi còn trước đó nữa trước đó nữa nhờ mở hàng nữa tóm lại là thôi đăng kể đi chứ giờ tại vì mau quá trời mua luôn làm sao mà đăng kể cho hết tóm lại khi mà người ta mua hàng thì mình khi mà dài bữa sau hoặc một tuần sau nhớ nhắn tin khen người ta trời ơi, bữa hổm nhờ chị mở hàng giùm em mà ăn em bán đắt quá chừng luôn đó Em cảm ơn chị nha Phải có một lời cảm ơn Đối với những người họ đã Mở hàng giúp mình Mặc dù là họ mở hàng đắt hay ế gì Mình không cần biết Phải cảm ơn Đó Vậy là sẽ có khách liên tục nè cả nhà mình nhìn nè à, Mua nè Xong tiếp tục nè Rủ tuyển làm luôn mà không có làm Cho nên là uh, mua ủng hộ thà đâu rồi đang gửi tiếp nè Gửi tiếp hàng khuyến mãi nè Đây Hoàng ơi Hàng khuyến mãi tháng 6 nè Này tháng 6 năm trước xem món nào cần xài mở hàng cho mợ may mắn đi đó cái xong mợ ơi con mở hàng cho mở hai chai này đó nha mình thấy không đó rồi cái lan nói là ok à bạn nói là con mở hàng hai chai này có quà không đó lan nói ok có quà nha con mở hàng bán đắt là chắc chắn có quà rồi mình coi mua cái sản phẩm gì công ty mình sẽ rẻ đó mình tặng cho ta ha rồi tiếp tục tiếp tục tiếp tục đây mai sale nè lấy gì không mở canh sale cho lấy mở hàng hai cái này đó cảm ơn tiếp tục rồi đó tiếp tục nè cả nhà mình Đó đơn không à cả nhà thấy không Cùng cứ khen người ta đi là đơn tới tới, tới à đó. rồi nói chung là lan sẽ nhờ nhờ mở hàng hoặc là lâu lâu nếu mà cái không dùng câu nhờ mở hàng thì sẽ lan sẽ nói là À em ơi chị ơi tháng này đang khuyến mãi những mặt hàng này quá rẻ nè ha xe quá rẻ chừng rẻ nè đó rồi đó là cách bán cho mình nó dễ vậy mà có làm gì đâu chỉ có xuyên đi nhắn tin gửi hình gửi ảnh thôi mà có làm gì đâu đó tiếp tục nè nhờ tiếp nè cảm ơn con con mở hàng cho mợ may mắn thuận lợi đi gửi qua chai nước hoa nữa nè con mở hàng chai nước hoa này đó cả nhà thấy không tức là nãy giờ vậy đó tức là cái người này là một cái người mà khi mà mua hàng của lan lan nhắn tin lan khen lan khen là nhờ mở hàng mà mợ buôn bán đắt đó là từ nó vậy hả mợ vậy thôi để lần sau á mợ cần mở hàng mà cứ kiếm con con mở hàng giùm mợ đó cả nhà mình như vậy thì đang có khách có đơn liên tục luôn nên là cái nhà mình cứ áp dụng cái một lời khen không mất gì hết đó thì chúng ta cứ mở hàng khen khen thì nhưng mà không phải tháng nào cũng nhờ người ta ví dụ khen tháng này khen thôi đó và um, mình nói người ta vậy tự động người ta đề xuất ra là khi nào cần mở hàng kiếm người ta hoặc là à, gửi hình khoản sản phẩm khuyến mãi qua cho người ta thôi khi mà khen xong rồi gửi hình khoản, sản phẩm khuyến mãi qua và Um, cho người ta coi nó vậy giờ, giờ cho chị gửi hàng khuyến mãi tháng 6 nha đó em cần sản phẩm nào hoặc biết ai cần giới thiệu giúp chị chị ừ, thôi cả nhà mình nãy giờ cả nhà mình đi gửi cho mọi người mọi người có có ai có phản hồi gì chưa